mình sẽ đi bắt con kẹm cả nhà. Đây có con kẹm rất là khá. Nhan giấy của nó. Con này là con kèm nè.
Bước xuống anh em ơi. Này quay hơi xa nha, tại nó nãy nó hơi nhát nha anh em. Chim này nãy giờ nó nhát dữ rồi anh em ơi, gà vô nó hơi dội hay sao. Con này kèm dữ lắm nha anh em. Thúc kèm.
đang về sau lưng mình một con nữa nè. Gán quay cho anh em thấy gõ gõ chút. Anh em nghe không? Thúc kèm. Không thấy được gì đâu. Hồi nãy dính giật giò mà cái sao nó giật nó vuột luôn rồi nó bay lên hơi dội. Con này là siêu kèm luôn, kèm kinh khủng kèm luôn. Đi ăn luôn rồi trời.
con nó gịch kình nhau cả nhà, solo rồi đó, nên con nào nấy nấy gịch. Trời ơi trời, má cái con bỏ chó gì thiệt chứ, nó rượt theo con bỏ kia cả nhà, tức thiệt.